La 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 la, nấu ăn, cô gái vàng trong làng ăn lắm. Wow, mình đã nấu xong món hamburger thật là ngon. Trời ơi. Chim mời, chim mời, chim mời, chim mời. Thôi, trước khi ăn, mình sẽ tặng cho các bạn một bài thơ. Thơ tôi chỉ có 4 câu, đã xong câu 1, bắt đầu câu 2. Câu 3 6 chữ không dài, đã xong câu 4, hết bài xong thơ. Thế là hết thơ rồi, thôi, ăn thôi, mình cũng là cái thằng chó mà. Ôi, no quá, no quá. Ôi, ăn xong rồi làm cái gì nhỏ? Ủa? Mà cái tivi nhà mình chiếu gì kia? Ôi giời ơi, tưởng gì hóa ra gì tường. Trời ơi, hóa ra là mấy cái con Among Us. Ôi, nhìn kìa, nhìn đánh nhau trông như mấy con điên. Trời ơi, lại còn cái hoa trên đầu nữa. Đúng là giờ hơi hết thuốc chữa, chẳng có gì vui. Bây giờ mình có mấy cái lucky block TikTok nè, mình ra ngoài kia đập vui hơn. Nice. Ta là nhân vật trong tựa game Among Us. Ta là fan của bên Quý Thành và Ốc. Hôm nay ta sẽ gửi họ những món quà cũng là những thử thách của ta. Có âm thanh gì to thế nhở? Ở bên ngoài nhà mình ý. Wow, đây là một chiếc gương. Ui chùi, ui chùi. Từ bé đến lớn năm nay mới mấy tuổi đầu, tôi chưa bao giờ thấy một cái chiếc gương nào nó lại như thế này cả. Mình biết đây là cái gì rồi. Là một loại Lucky Block khác. Nhưng mà đây là Lucky Block Among Us, Lucky Block phi hành gia đó. Uầy, quá xịn, quá xịn. Nhiều Lucky Block như thế này á, mình chạy sang rủ anh Bê Quy Thành đập chung. Phải có hai người đập mới hết, nếu không một mình đập thì mệt lắm. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Các bạn ơi, trước khi xem tiếp video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp mình cái bấm like video này, bấm đăng ký kênh nhé. Và xem hết những quảng cáo trong video để uống một chút tiền, mình cảm ơn các bạn đó rất nhiều luôn. Mình đang ra cầu câu cá các bạn ạ, hy vọng là câu được con cá ngáo đá mang về nấu canh rau giá. Ui, lúc để ăn chắc là ngon quá. Anh Bê Quy Thành, anh đang làm gì đấy đấy? Ồ Ốc à, anh đang câu cá. Đấy, ui, ui cá nội, ui dồi ôi, tại em đấy, đáng nhẽ anh câu được con cá rồi, thế là nó chạy mất rồi đấy, bực mình quá. Đang tính câu con cá về nấu canh rau giá. Ui giời ơi, anh câu cá đúng là câu chán nhất. Câu gì mà chả được con cá nào, chán chưa, em có trò này vui hơn. Ồ, có trò gì vậy? Úi dồi, trò này thì vui lắm, nhìn thấy chưa, nhìn em có cái gì chưa. Wow, sao hôm nay Ốc lắm loại Lucky Block này, có Lucky Block TikTok và cái Lucky Block gì đây? Lucky Block Among Us đó, Lucky Block phi hành gia. À, cái Lucky Block của tựa game Among Us đang hot trên mạng gì? Đúng rồi, cái gì đang hot mà em chả có. Em đây là tiểu thư không có gì ngoài điều kia. Kinh vậy, ôi ôi. Lắm lúc thấy Ốc là dân chơi, còn lắm lúc khác thấy Ốc như đứa dở hơi. Rồi, cho anh xin một loại Lucky Block đọc đi. Trời ơi, cho cái loại Among Us thì gì? Ok ok, vứt đây, nhanh lên. Ui dồi ôi, Among Us. Măng lại còn ớt, chắc là cay lắm đấy các bạn ạ. Đây là mình muốn đọc cái này xem nó như thế nào. Nếu mà cay á thì chắc chắn là anh sẽ bị chôn sấp mặt thôi. Cho anh hết luôn hẳn 20 chiếc đi nha. Ok, anh đã nhặt được rồi các bạn ơi. À, hôm nay anh với Ốc sẽ thử thách đập Lucky Block này đi. Anh không câu cá nữa đâu, câu cá chán quá. Úi giời ơi, úi giời ơi. Thôi, trông như con ngớ ngẩn ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ không đặt hết những cái Lucky Block ra đây, mà thay vào đó là chúng ta đặt cái nào ra là chúng ta đập cái đó, chơi không? Chơi. Okay. Bây giờ anh đặt trước đây. Ok, anh sẽ đập trước này. Trời ơi các bạn ơi, vừa đập Lucky Among Us đầu tiên thì ra một bầy quái vật thỏ. Thỏ mắt đỏ luôn, thế là nó cắn chết tụi mình luôn các bạn. Những con thỏ bé nhỏ này mà là quái vật luôn các bạn. Úi giời. Úi giời. Nào, mày vào đây. Ui, nó kêu gì kinh quá các bạn ạ. Anh ạ. 20 minutes later.
Ôi, sau một lúc anh đã đánh chết hết lũ thỏ điên rồ rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ ốc đập Lucky Block tiếp đi nào. Được rồi, đập Lucky này. Wow, một cái giếng. Rồi, bây giờ ốc nhảy vào trong cái giếng xem nó xuất hiện cái gì nào. Ui, ghê lắm các bạn. Ốc không ngu đâu. Ôi dồi ốc ơi, cái gì thế này? Không phải ốc ngu mà là ốc quá ngu. Trời ơi anh ơi, em bị trôn xuống đây rồi. Ôi các bạn ơi, hố bom nguyên tử à. Trời ơi, đây là vụ nổ bom nguyên tử rồi. Cháy hết cả nhà của hai đứa rồi, ốc ơi. Ôi giờ chết rồi, em không cố ý đâu. Sorry. Ốc ở đâu rồi? Em ở dưới hố đây, mày cứu em. Ôi ôi, ốc ở rơi dưới hố rồi các bạn ạ. Ôi ôi, nhà của anh các bạn ơi, cháy không có cái gì thôi, ốc nha. Di chuyển qua đây đi. Rồi, các bạn thấy ốc đập Lucky Block đen không? Nổ cái sân nhà mình thành một cái hố to đùng luôn các bạn. Rồi, nhà anh cháy không còn cái gì luôn. Nhà ốc cũng cháy không còn cái gì luôn. Ôi, có một cái giường lơ lửng kìa. Với cả cái tổ chim. Không phải em nào, đâu phải em. Mà chính là em. Rồi, anh sẽ đập ở đây luôn. Ui, ui, quái vật. Chết ui, rồi, bên thành chết rồi. Ôi, các bạn ơi, coi mình rồi. Rồi, đánh nó đi. Ôi rồi, anh dụ nó rơi xuống bên dưới này rồi. Ôi, may quá. Để em đập tiếp Lucky Block. Ôi, trời ơi, các bạn ơi, đập ngay phải sát thủ người heo đuổi mình chém không trượt phát nào các bạn. Nó mạnh cực kỳ luôn ấy. Ôi, nó đập mình không chậm vẫn nào. Này đấy, anh cứ ngáo đá. Rồi, ông đập đi. Vâng. Ồ, may quá, không có gì, may quá. Được mỗi cái ấy. Rồi, bây giờ anh sẽ đập cái này. Đừng ra cái gì kinh khủng nữa nha, các bạn ơi, ghê quá. Gì đây, cái gì đây? Không biết cái gì luôn. Ôi, ôi, ôi. Ồ, anh được một cái cúp này, trông xịn sò con bò vãi trưởng luôn này, trên tay này. Nó còn lấp lánh, quá là đẹp. Ủa, thì em đập thử một cái xem. Mạnh chưa này, đập phát là vỡ những cái block đây luôn. Ui, ui. Cẩn thận ốc bị tròn đấy các bạn. Đánh xa xa ra. May quá, không kiểu gì, may quá, thiên linh linh, địa linh linh. Bây giờ không cần may mắn, chỉ cần là không bị chết thì à. Ôi, được một quả trứng rồng này. Ốc không lấy à? Lấy làm gì, ốc đang ăn kiêng, lấy trứng rồng về để luộc lên ăn à. Đây, đặt trứng để nướng. Ôi, tắt lửa luôn rồi, không nướng được ăn rồi. Rồi, ok, bây giờ anh sẽ đập. Tèo teo teo, anh đặt lên đây luôn. Ui dồi. Wow, con cừu này đổi màu anh ơi. Wow, các bạn ơi, một con cừu có thể đổi màu sắc luôn này. Wow, cừu này xịn thật đấy. Thế bây giờ tụi mình mà cắt lông nó thì không biết là cắt lông nó sẽ ra màu gì nhỉ? Hay là cái lông đấy cũng đổi màu ta? Hãy anh giết nó đi, xem có cái lông gì. Ờ, ta giết mày lại. Ồ, thế là được cái len trắng thôi à. Trời ơi. Ui dồi, ui bắp. Rồi, ốc đập đi, nhanh lên. Được rồi, ốc sẽ đập cho anh xem. Ốc sẽ bị tròn, umbala, umbede. Con đùa cái ninja rùa. Đập đi, đập đấy, đùa đùa cái con ngáo này. Đập đi, nhanh lên. Vâng. Ô là la. Trời ơi, được có mỗi hai thỏi vàng mà cứ làm như được cân vàng vậy. Rồi, bây giờ anh sẽ đặt đây anh đập. Bùm. Oh no! Các bạn ơi. Trời ơi, lại bị rơi xuống hố như một thằng ngố. Thế là dần dần chết cháy, héo mòn. Ôi các bạn ơi, tại sao mình cứ là người bị tròn mà ốc không bị tròn ta? Ốc ơi, hãy bị tròn đi. Ui dồi ôi, hả một bộ. Ui, em đã có kiếm rồi, em sẽ dùng kiếm chiến đấu quái vật. Rồi, anh sẽ đập này đi. Anh có mũ kim cương rồi. Yeah. Đây, đội mũ kim cương vào. Ui, đẹp trai ngay. Rồi, bây giờ có thêm tí giáp rồi. Lúc đấy không có tí giáp nào bị con quái vật nó đánh cho. Không chật phát nào các bạn. Ở đi đâu đây? Anh trốn. Biết thừa là em đập sẽ bị tròn, anh trốn trước. Không có gì, có mấy cái cửa đấy à. Ốc toàn đập được mấy cái đồ linh tinh ta. Không sao, ốc chẳng chết là được rồi. Ốc ơi, đứng gần gần này, anh đập cho em hưởng cùng này. Ôi ôi, được một cái bếp lò. Ôi, chả được cái gì đây. Ôi, ốc may mắn lắm. Làm sao mà anh để ốc trôn được. Người yêu.
À thôi không giết nữa, để người yêu đấy tối nay người yêu đưa em đi chơi trung thu, em yêu tạm một tối cũng được. Rồi, không yêu tạm ông dân làng đầu hói à? Rồi, chịu ốc luôn đấy. Ê, anh trai, em là cô gái vàng đấy, mau đi về nhà lên đồ đi, tối đưa em đi rước đèn. Đi đi. Vâng, em là cô gái vàng trong làng biến thái. Sao con đi nhở? Đi đi. Đi đi, ôi, anh ơi em giết sử người yêu rồi. Ông dám mang con nhà thật, đến người yêu cũng không tha, thế thôi thôi. Ông ơi, anh xin lỗi nha, nếu anh làm gì sai, em đừng có giết anh. Em bắn anh em. Rồi rồi, ok. Anh sẽ đặt cái này đập. Wow. Một cái giếng màu hồng luôn các bạn ạ. Wow, bây giờ anh sẽ ném một cái gì đấy xuống đây xem nào. Ra cái gì đấy? Nó là cái đèn. À. Đi đi đi, xịt khói đầu. La 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 la. Ôi các bạn ơi, vừa ném cái kia xuống giếng tưởng không có cái gì, thế nào sét đánh vào người không thể tươi cười luôn. May là không chết. Trời ơi, bình thường mà sét đánh là chết nhăn răng rồi đấy, chết xịt khói đầu ra rồi. Quên phần áo vàng, em sắp chết rồi. Mang các bạn đây, ăn đi. Rồi ốc đập đi nhanh lên. Làm ăn quả táo đã. Ô anh bị nổ phá luôn cây cầu ấy. Ờ. Ăn quả táo chứ bớt ngáo à? Ôi rồi. May là nó xét nó không đánh vào ốc như anh nhá, mà nó chỉ đánh vào cái block kim cương này thôi nhá. Anh đập đi. Rồi anh sẽ đặt lên cái block kim cương của em, anh sẽ đập. Lại là cái bếp lò. Rồi ốc đập đi. Ôi anh dài. Thôi được rồi, anh trai này thì cũng tạm. Này, mau đi về lên đồ, tối nay chở em đi rước đèn, biết chưa? Rồi rồi, thôi, đừng có rủ nữa. Rủ ông này rước đèn xong em lại giết ông ấy gì? Em bảo không phải là đi về đi, để đi lên đồ đi. Con nhện bà, con nhện bà. Này đừng đùa với con nhện bạc bé nhỏ nhá. Rồi ốc à. Ốc bỏ chạy luôn các bạn ạ. Này đừng động vào con nhện bạc anh đập ra nhá, siêu lợi hại luôn. Mày hả? Mày hả nhện bạc? Giết nó đi ốc, giết. Ôi các bạn ơi nó mạnh lắm. Ui giời. Đấy, chúng ta phải bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm bóp trả thù sau. À, ui, nó đánh cái nửa cây cơ các bạn ơi, đừng khinh thường cái con nhỏ nhỏ này. Ui, nó trâu. Nó trâu lắm các bạn. Nó đổ rồi. Thôi kệ nó đi, đập. Ui, còn cố đập nó lòi lên nữa. Em lại chết queo bây giờ. Giết nó đi, hai người không giết được nó. Nó khỏe lắm này. Ui. Nó còn rơi ra giáp kim cương với cả ủng kim cương các bạn ạ. Ui ôi, bảo sao nó trâu bò thế các bạn. Một con nhạy bạc mà trâu như một con bò vậy. Nhìn nè có một quần. Ờ, đấy, ốc nhặt bộ quần áo giáp của nó luôn. Kinh vãi trưởng luôn. Rồi, đập đi ốc. Chả được cái gì hết. Ha. Em hết lắc cơ. Ôi dồi ôi, lại chạm mình. Ui, Enderman với một cái bầy gì đây. Ui dồi, làng nước ơi. Sao tôi toàn đập phải quái vật thế. Ui cái gì con gì ghê quá. Ui các bạn ơi sao anh toàn đập phải quái vật thế. Giết nó giết em. Không được giết đâu, không giết đâu cái gì. Đồ chó. À đâu không phải chó, đồ con trùng này. Trời ơi. Một con Enderman xuất hiện. Ui. Ui đâu phải Enderman, Slenderman các bạn ạ. Ở thân hình của Enderman. Ôi tôi chết rồi. Anh ơi. Ôi con này nó sợ nước thì phải ốc ạ. Nên là anh cứ đứng ở dưới này. Giết con này đi. Slenderman các bạn ạ, ẩn thân trong Enderman. Ái à. Mày hả bữa ấy. À xuống đây. Rồi. À bự chạy qua bờ. Ẹc à. Rồi, không làm gì tao không làm gì mày. Rồi, nó không làm gì mình nữa rồi, thôi kệ nó đi ốc ơi. Em làm gì ở kia đấy ốc? Hả? Em làm gì đâu? Để đọc đi, nhanh lên, đến lượt em rồi đấy. Hết rồi. Hết rồi à? Ok, thì anh sẽ chia cho ốc một nửa này. Đó. Lọ thuốc gì đây? Không biết được. Uống không? Ném vào cái con Slenderman kìa. Đâu? Ủa, nó có dịch chuyển đấy. Ủa, biến hình. Đâu. Thôi kệ nó đi, đập anh đập đúng không?
Ôi. Ui. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ui, bên mặt mấy con đấy đấy. Ờ, nó lại đánh anh à. Rồi xong, nó đâu rồi ta? Nó chui xuống dưới rồi. Nó chui xuống đất rồi các bạn ạ. Rồi, ốc đập đi. Anh chưa đập mà. Anh đập một cái rồi, anh để đấy một cái luôn ấy. Em đập đầu bên kia đây. Ui, sao đập cái của anh? Không. Kim cương, em có kim cương. Đây, đặt cho em một cái chả nè. Ok, ok. Cái gì đây, cái gì đây các bạn ơi. Để anh kéo cần gạt xem ra cái gì nhá. Ui, chạy đi, khéo bị tròn các bạn. Wow, pháo hoa. Ui, dồi ôi, giật hết cả mình cái con này. Nó cứ biến qua biến lại. Không làm gì nó được các bạn, cay thật đấy. Không chém được nó luôn. Wow, thế là rơi ra kim cương và vài cái ấy. Ui dồi, giàu rồi, tí anh sẽ nhặt mang đi bán. Yeah, em đập đây nè. Rồi đập đi. Theo được cái gì vậy? Theo được cái gì vậy? Ôi gà thật. Còn hơn là bị chôn. Rồi. Wow. Rồi. Một block là may mắn, còn một cái là không. Bây giờ chọn cái nào đây các bạn ơi? Theo ốc là nên đập cái nào? Đập cái này. Thế cái này là may mắn à hay là không may mắn ta? May em mắn. May mắn gì mà được mỗi cái block miếng hút này thôi, cho ốc đập nốt đấy. Thôi anh đập đi, em đập một cái thôi. Bê anh lại bị tròn, để chưa chết chưa. Còn lâu nha, anh được hẳn block kim cương này mà dám bảo anh bị tròn, đúng không? Em bị tròn ấy. Còn nhẹ. Spy cái gì đấy. Ui ôi, nó mạnh lắm nha, đừng có động vào. Giết nó đi ốc, giết nó. Ốc phát súng ra luôn à? Có cây kiếm luôn, cây kiếm may mắn. Okay. Em có quần rồi anh ơi, em có quần rồi. Ok. Ui táo vàng này. Táo vàng. Nhặt đi, nhặt đi. Chờ em đấy. Ôi, anh hết rồi, ốc còn không? Em còn một chiếc này, em đập nha. Đập nốt chiếc cuối cùng các bạn ạ. Wow. Ừ, vẫn còn cừu như ban nãy. Con cừu đổi màu các bạn ạ. Ôi ơi, có fan đến tìm chúng ta kìa. Steve đến tìm chúng ta. Hello. Hello, trời ơi. Oh, vãi, ốc gặp ai cũng rủ đi rước đèn trung thu các bạn ạ. Đến chịu luôn. Đấy các bạn ơi, và trong video ngày hôm nay mình với ốc đã đập Lucky Block TikTok và Lucky Block Among Us rồi các bạn ạ. Đấy xong rồi hai tụi mình còn gây ra cái họa đó là bây giờ nhà của tụi mình bị cháy hết rồi các bạn. Thôi, có lẽ bây giờ tụi mình phải đi sửa lại nhà đấy các bạn ạ. Và tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Nếu các bạn thích video này quên bỏ lại cho tụi mình một like này. Chia sẻ video bạn bè cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm thật nhiều video mới nha. Chào và hẹn gặp lại bạn video sau, bye bye. Này. Đứa nào đánh em ấy? Này. Thì ra mày đọc trên. Ui dồi ôi. Tính đánh ốc à? Không rủ ốc đi chơi trung thu thì tôi đánh ốc. Ốc chém chết chưa? Ngu người. Anh Bê Thành, mau đi chơi trung thu với em không? Em đánh chết bây giờ, em có kiếm may mắn đây nè. À thôi rồi, bây giờ mình phải đi chơi trung thu với ốc trước rồi tí về sửa nhà không ốc chém mình chết đấy con. Đi thôi.